Đây là giống cỏ nhung nhật ha. Mình gieo bằng hạt. Thì mình gieo cũng được khoảng 5 ngày rồi. Nó bắt đầu nhú lên rồi. Cũng khá là tốt. Mình đợi khoảng vài hôm nữa để xem kết quả như thế nào. Đây cũng bắt đầu nhú những cái mầm xanh lên hết rồi. Mình gieo chung với lan quệ cánh kép. Đây giống cỏ nhung. Mình bắt đầu test thử giống để xem cái hiệu quả như thế nào. Ở phía bên này thì nó bắt đầu nhú dần lên. Ở đây cũng vậy. Ở chậu bên này thì mình gieo sao là nó chưa có nhú kịp. Thì shop bên mình chuyên cung cấp hạt giống cỏ nhung nhật. Các bạn nào cần thì liên hệ với mình. Và số điện thoại là 0966 595 401. Mình xin cảm ơn.